Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của Thủy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị. Mai phôi có, tàn có ha. Đế đặc biệt đế nè. Đế gom đặt ha. Cụ đế không ha. Dài dài ở phía trong nữa quý vị. Trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho shop ha. Thì số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề ha. Đầu clip có hai cái mai tàn nè quý vị. Chào Thủy. Rồi em chào anh Tấn, em chào cô chú anh chị trên toàn quốc yêu mến mai vàng ha. Em tên Thủy, em ở Long Hòa, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. Hôm nay em có hai cây mai tàng và một số mai dảo Thủ Đức á. Mai phôi dảo Thủ Đức mong cô giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha. Hình thức bên em là bao sóng 2 tháng bao ship toàn quốc ạ. Rồi em không đợi cô chú mình chờ lâu, em vào mã số 1 ha. Hình thức bên số điện thoại em nằm trên TL em có nhà. Rồi em vào mã số 1 luôn ạ. Rồi mã số 1, tàng tròn đẹp. Tàng tròn. Rồi cây này chiều cao chắc cũng tầm cỡ 2 mét nha cả nhà. Rồi tầm đó. Rồi tán ngang là cũng hết thước luôn, khoảng 1m7 trở lên ha. Rồi lấy 1m7 ngang rồi quý vị. Rồi mình vô cái hoành nó luôn rồi quý vị ơi. Hoành 33 ha. 33. Ở dưới đây xích đây là 34 thôi, tính 33 nha. 33 hoành rồi quý vị ơi. 33 hoành cho chắc ha. 33 dặn cho chắc ăn ha. Để đây. Quá sức cái chi cành luôn nè cả nhà. Củ đế nè. Củ đế nè. Bự lắm nha người. Mình đo cái củ luôn nha cả nhà ơi. Ôm thử nhiều đây. Rồi cái củ em đó là 47 luôn ha. 47 cái củ nè. Đây, tàn tròn luôn. Đây, chi cành đây quý vị. Chi cành đều răng luôn, không tiếc chi nào luôn nha mấy anh chị. Thấp nữa ha. Đây cành đặt kẹo nè. Khít 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 luôn. Quá sức cho cây tàn luôn. Đỉnh luôn ha. Đỉnh luôn nè. Giót đọt còn nhỏ xíu luôn nè. Tròn quay luôn mấy anh chị ơi. Rồi mình giao lưu như đây thầy. Mã số 1. Mã số 1 này em giao lưu là 3 triệu rưỡi ha. Rồi ship sao? Em bao ship toàn quốc nha. Ship toàn quốc. Nếu mà anh chị nào ở gần thì em cho xe Honda đi chơi khỏe cây ha. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo, mã số 2 quý vị. Là mã số 2 ha. Tàn tròn đẹp nè. Cái này cao mình lấy cũng khoảng tầm 2 mét như cái kia đi ha. Dạ. Tán ngang cũng hai cỡ 2 mét luôn nè cả nhà. Tán ngang thì cũng rộng thênh thang ha. Tán ngang cỡ 2 mét luôn nha. Rồi cây hoành đây, dọc cái hoành luôn ha. Hoành 34 nè mấy anh chị. Rồi 34 hoành ha. Kia 33 ha. Đó. Cây cũ luôn. Rồi cái cũ của nó là 53 luôn ha. 53 nè. Rồi cũ đế luôn. Ôi nó đặt kẹo luôn nè. Xây xây luôn. Thật quá sức hai cái thang luôn. Cái này thì nó dáng nó hơi siêu ha. Siêu phong xíu. Ha. Rồi cây mã số 2 này em giao lưu là 3 triệu 8 ha. Em bao ship cho cả nhà mình luôn nha. Xem vòng hai vòng nữa cho quý vị mình xem xương cành ha. Cành rất là đặc mà xương cành rất là đẹp, không là quý vị nè. Qua sức cái cây này nó bự. Tàn kích rịch nè. Giá là 3 triệu mấy? Dạ 3 triệu 8 nha cả nhà. Em giao lưu 3 triệu 8 em bao ship toàn quốc ha. Ship toàn quốc, nếu quý vị có cái nhà ý chốt một cặp thì có cái giá mình thương lượng lại xíu nha. Rồi, nếu chốt cặp thì giá mình có hạ xong cả nhà mình miếu ha. Tại chốt cặp thì cái tiền ship của em nó mềm lại á. Rồi, mã số 2 này em giao lưu 3 triệu 8 ha. Rồi, mình xuống cây. Rồi, số 3. Mã số 3 là một em dán phôi trực. Phôi đeo quý vị. Rồi, chiều cao. Chiều cao em đó là 75. Rồi, cái hoành em nói luôn. Hoành đó là 20 rưỡi tính 20 đi cả nhà. Rồi. Rồi, độ sổ nôm em đó là 27 ha. Rồi, xe xe luôn. Đây bộ đế nôm nè. Rồi, để đây. Rồi, mã số 3 này em giao lưu chỉ có 300. 300. 300 giá cực mềm luôn mấy anh. Rồi, mình qua mã số 4 luôn. Rồi, cây số 4. Đây quý vị. Rồi, chiều cao em đó là 70. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, hoành là 22 có dư ha. Rồi, xe xe luôn. Rồi, cái củ của nó nè. Củ của nó là 36 luôn ha. Rồi, để đây. Rồi, để đây rồi ha. Rồi, và mã số 4 này em giao lưu là 450 ha. Rồi, 400. Củ nở luôn nè cả nhà. Rồi, cái góc quay này xe vô xíu giúp em. Rồi. Rồi em vào mã số 5 ha. Số 5 đây quý vị. Rồi cao là 90. Hoành em đó là 23. Rồi xe xe luôn. Cái cũ nè.
quá sức cái cũ luôn mấy anh ơi. Đây cụ đế đây rồi quý vị. Đó, mã sức cái cũ rồi, mã số 5 em giao lưu là 550 ha, 550 ha, 550 luôn cả nhà ơi. Rồi, qua kèm rồi vào xem được ủng hộ giùm em 1-2 cây nha cô chú anh chị. Rồi cây số 6 luôn, dáng trực luôn. À, chiều cao em đó là 81. Rồi hoành em đó là 21 luôn. Rồi, xe xe luôn. Rồi để luôn đây quý vị. Để đây, cây nào cũng có củ đế luôn ha. Rồi mã số 6 này em giao lưu là 300. Rồi 300. Rồi, rồi mã số 7. Cây luôn, số 7 đây quý vị. Rồi cao là 54. Hay hoành luôn. Hoành là 21. Rồi, 21 rưỡi tính 21 luôn. Rồi, để luôn đây. Rồi, mã số 7 này em giao lưu là 300. Giá rồi, cực mềm luôn mấy anh 300. Chị ơi. Vào xem like ủng hộ shop em nha. Rồi, qua mã số 8 rồi, luôn. Rồi, cây số 8. Rồi, cao là 79. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, hoành em đó là gần 22 tính 21 luôn cả nhà. Xe xe luôn. Rồi, để luôn này quý vị. À, trời bộ đế nè. Để bóc hoa. Đây. Cộng chản chản luôn. Rồi, mã số 8 này em cũng giao lưu là 300. Rồi, 300 ha. Rồi, xuống cây rồi, luôn. Cây số 9. Số 9 đây. Rồi, cao em đó là 89 ha. Rồi, cái hoành luôn. Hoành em đó là gần 23. Rồi, rồi. Em tính 22 luôn đi. 22 hoành ha. Dạ. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, mã số 9 này em giao lưu chỉ có 500 ha. Tay cành đều luôn nè cả nhà. Tay cành to lực ha. 500 à ha. 500, giá mềm luôn. Rồi, qua mã số. Rồi, cây số 10. 10 luôn. Rồi, cao là 63. Rồi, cái hoành hơi bự nè. Rồi, hoành em nó là 26 rưỡi tính 26 luôn. Đó, để rồi, để đây. Để 24 giờ luôn ha. Rồi, mã số 10 này em giao lưu là 700. 700. Hoành bự luôn, da nhỏ rồi, luôn. Rồi, cây 11. À, chiều cam nó là 74. Hoành em nó là 26 ha. Rồi, xe xe luôn. Rồi, có củ có đế nha quý vị. Đế là củ nở ha. Rồi, mã 11 này em giao lưu 500. 500. Giá mềm luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây 12. 12 có cành phóng nè ha. Cành phóng có viên nè. Cao là 46. Chán ở dưới luôn. Rồi gần 27 hoành luôn nè cả nhà. Cái bệ này dưới ha. Rồi, cái bệ của nó nè. Bệ cũ của nó. Rồi cũ của nó tới 46 luôn. Cũ chán. Rồi cành phóng rất là có duyên ha. Tay cành to lực luôn. Rồi, rồi mã 12 này em giao lưu là 600. Rồi 600. Rồi cây 13. Số 13. Cao là 78. Rồi, cái hoành luôn. Có khoan khoan khoan, bị cắn cái ôm cái thân nhỏ này. Rồi, hoành em đó là 21. Rồi. Rồi, đầu số nôm em nó là 28 ha. Rồi, để nè quý vị. Để nè. Rồi, mã số 13 này em giao lưu là 400. Rồi, xuống cây. Qua mã số rồi. 14 luôn quý vị. 14. Cao là 95. Hoành là 24. Rồi, 24 hoành. Độ số nôm em nó là 27, gần 28, 28 rồi, ha. Rồi, xây luôn. Rồi, xuống để quý vị ơi, để bắp sổ ha. Cộng hậu này. To lực luôn. Chản như vậy nè. Bự hơn cầm tay mình luôn á. Rồi, xây tiếp luôn. Còn bự luôn ha. Rồi, mã 14 này em giao lưu là 750 ha. Tay cành đều luôn, 750, đế rồi, lực. Cây 15. Cao là 56. Hoành 24. Rồi, xe xe luôn. Rồi, một em siêu phong luôn ha. Để cộng bắp bắp ha, khó cũ luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 15 này em giao lưu là 350. Rồi, cái yêu thương ha. Hồi giá quá mềm luôn. Quá mềm luôn, hoành to giá nhỏ xíu luôn ha. Hèn như tặng luôn, cây 16. Đây, cành đẹp luôn. Rồi, em này chiều cao là 62. Rồi, cái hoành luôn.
À, cái hoành em đó là 26 ha. Rồi, 26 hoành, một 26 em này hoành. Tai cành đẹp ha, hoành bự ha. À, còn cụ đế đây. Rồi, mã 16 này em giao lưu là 450 ha. 450.000 của chị. Quá mềm luôn cả nhà ơi. Rồi, qua cây mới luôn. Rồi, cây 17. 17 đây. Cao là 78. Rồi, cái hoành luôn. Đó cao lúc ở trên luôn. Rồi, em đo ở trên ha, là 21 hoành. 1, rồi hạ xuống xíu. Ở dưới là bo 24. Rồi, ở trên 21 ha. Rồi, cây tành đều luôn nè cả nhà. Cành lực không ha? Ba là cành dưới nè, chán ha. Rồi, mã 17 này em giao lưu là 450. Thế đâu vậy? Rồi. Rồi, cây 18. Ha. Rồi, mã số 18. Cao là 1m20. Mét 2 ha. Rồi, hoành là gần 25 luôn rồi. Thôi, tính 24 đi. Rồi, tính 24 hoành. 24 hoành, tay cành to lực ha. Cái này mình hạ xuống mình chơi 2 chi cả 2 thân ha. Nếu mà ấy mình hạ xuống mình lấy 2 thân. Hoành giật cấp, giật dạ. Thân kia lấy cốt lại cũng được ha quý vị. Anh này chơi một cốt cũng vẫn được. Rồi, mã 18 này em giao lưu là 750. Quý vị cũng chơi 2 thân cũng được, giật lấy một cốt cũng ok. Giá 750 quý vị ơi. Rồi, cây 19. Rồi, qua 19 luôn. Cao là 78. Em này hoành to nha. Hoành tới gần 32 luôn nè. Rồi, vậy lấy 31 đi ha. Rồi, lấy 31 đi. Cây này có bể nách hết trơn này nghe mấy anh chị. Dốc đọt thử thử. Dạ. Đọt này nhỏ. Dốc đọt còn có 12 à. Đó, quý vị thấy ở dưới nó nở ra gần 32 mà dốc đọt ở trên còn có 12 ha. Nó bể nách hết trơn nè cả nhà. Hàng tương lai nè cả nhà ơi. Bóp dốc cái này cũng bóp dốc cũng khéo ha. Này, nách thì nó bể vậy đó. Đó. Nó bể hết trơn rồi. Để cùng nách hết trơn ha. Còn bé này. Cái xe đều con bự quý vị. Rồi, mã 19 em giao lưu là 1.3 triệu ha. Rồi, chúng ta xứng đáng với cái cây này ha. Đó, tiền nào của nấy thôi gì. Rồi, 1.3 triệu cây đẹp nha. Em qua cây 20 luôn ạ. Rồi. Cao là 78. Rồi, cây hoành luôn. Hoành đó là 28, thôi tính 27 đi. Rồi, 27. Còn 27 hoành đi. Nhiều khi sơ họ sao hụt ha. Rồi, cái cũ nó là 42. Rồi, cũ nở bự ha. Rồi, tay cành nè. Tay cành to lực điệu luôn nè cả nhà. Đây, cành điệu. Dốc đọt búp măng luôn ha. Lùng lực búp măng luôn. Rồi, giao lưu như rồi mã 20 niệm giao lưu là 1.1 triệu. Rồi, 1.1 triệu ha. Rồi, giá em đưa ra làm bao ship toàn quốc hết nha mấy anh chị. Rồi, bao sống cháu gì trong vòng 2 tháng. 2 tháng, dạ, 2 tháng bung mầm. Rồi, em này chiều cao là 83. Rồi, cái hoành luôn. Hoành em đó là 20 đi. Rồi, xây tay luôn. Cành nè. Nãy về quay mới thấy được cây co lắc ha. Nãy giờ trật xong giờ mới được cây co lắc nha. Con co lắc nãy giờ con em này đây. Rồi mã 21 này em giao lưu là 500. 500 ha, để rồi, luôn ha. 500. Lắc tại cành đẹp luôn, 500 ngàn. Để sổ nôm. Rồi. Rồi qua cây mới luôn. Cây này cây 22, sổ nôm ha. Rồi cao nó là 45. Rồi cây hoành đây. Hoành em nó là 23. Rồi đầu sổ. Đầu sổ của nó là em là 25. Rồi, sẽ xây đế luôn vậy. Quá trời một nồi đế luôn nè mấy anh. Em này nó cũng có cắn miếng nha. Chỗ chuyển, dạ đúng rồi, trong lúc vận chuyển á, nó bị dập miếng da ha. Mà nay nó cũng kéo lành rồi. Đây. Tóc con da ngoài với xanh ở trong vẫn còn ha. Tóc ở ngoài à. Rồi, hồi rồi. Trái keo cho đó lại ha. Dạ, mã 50, 22 này em giao lưu 500 ha. Rồi, 500. Rồi, qua cây mới luôn. Rồi, cây 23. Cao là 96. Rồi, cái hoành em nói luôn. Hoành em đó là 24 ha. Rồi, xe luôn, 24 hoành. 24 hoành. Rồi, để đây quý vị. Cộng nào nó quá xa cái cộng đế nha quý vị, cộng nó bự á. Rồi, mã 23 này em giao lưu là chỉ có 450 luôn. 450 à. Giá mềm chơi, ha. Giá mềm dễ chốt luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây 24 ha. Lùng lực búp măng luôn. Lùng lực búp măng đế cũ nè. Cao là 55. Cái hoành. Hoành là 26 yếu miếng ha. Tính 25 đi. Cũ của nó nè. 42 luôn cả nhà. Rồi. Đó. Xây luôn. Tay cành của nó nè. Cũ đều răng luôn ha. Này đẹp nha quý vị. Vậy lùng lực búp măng. Lùng lực búp măng. Tuyệt vời đây. Rồi, mã 24 này em giao lưu chỉ có 850 ha. Rồi, 850 quý vị. Rồi, cây 20... Lâm. Lâm.
cao là 97. Rồi quanh em nó là 24 đi, gần 25 tính 24 rồi. Đầu sổ luôn. Đầu sổ em nó là 29. Rồi, xây luôn, sổ 29 luôn. Đó. Em trực tay cành điều đế sổ luôn. Đây, bộ đế nó đây quý vị. Sổ cũng kính đế nha quý vị. Rồi, mã 25 này em giao lưu là 650 ha. Rồi, 650 quý vị. Rồi, cây 26. Tàn xè ra cái ok. Đây, 26 ha. Rồi, cao là 97. Hoành là 24. Rồi, 24, đế sổ luôn. Sổ là 25, ủa 26. Xây luôn, tay cành cũng tài ok này, ha. Tay cành rất là ok luôn. Trực tay cành đều đế sổ luôn, sổ cũng kính lắm nào quý vị. Kính đế luôn sổ ha. Sổ đặt luôn ha. Rồi, mã số 26 này em giao lưu là 550. Rồi, 550. Rồi, cây 27, lùng lực búp măng luôn. Siêu nhẹ nhẹ. Rồi, cao em nó là 56 ha. Hoành em nó là 27, yếu xíu nha cả nhà. Rồi, sẽ xây luôn. Quá sức cái tay cành nè. Tay cành lực đều tứ diện ha. Dạ. Trên giót cũng còn này chắc khoảng 12. Giót đồ còn nhỏ xíu luôn. Mã 27 này em giao lưu là 950 nha cả nhà. Vậy ha, giót đồ 950, nhiều. Giót đồ còn có 12 à. 12 luôn hả? Dạ. Đón cũng 12, yếu 12 luôn. Rồi, giá em qua 950 ha. Em qua cây tiếp theo. Mã số tiếp theo là 28. Cao là 88. Hoành là 23. Rồi, 23 hoành. Một em trực tay cành điều đế đẹp luôn nè cả nhà. Cành lực nhưng quý vị nè, cành vui bự không ha. Cây này rất là già cây ha. Cây này tao là tay cành cũng bự hết. Để sổ điều luôn. Rồi, mã 28 này em giao lưu là 550 ha. Rồi, 550. Rồi, xuống cây, qua cây mới luôn. Rồi, cây 29. Chính. Cao là 61. Hoành là 24. Cái cũ là 48 luôn ha. Chẳng ha. Là 48. Rồi, mã 29 em giao lưu là 600. Rồi, 600 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây 30. Tay cành đều quá đây. Rồi, cao là 92. Hoành là 26 hoành ha. Rồi, xoay xoay luôn. Giót đột búp măng luôn cả nhà ơi. Tay cành đều rang. Rồi, giót đột thử bao nhiêu nha. Nhiều. Rồi, giót đột có 10 à. Rồi, giót còn 10. Quá đẹp luôn. Rồi, mã số 30 này em giao lưu là 500 ha. Này kia giống như lưng con tựa thú ha. Ở đuôi nè. Dạ. Để dày 500 ha. Dạ. Rồi, rồi mã 30 này em giao lưu chỉ có 500 ha. Rồi, qua cây, rồi cây 31 là cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Ngặt quá ha. Dạ. Có cây phóng nữa nè. Rồi cao em đó là 64. Ôi cái hoành sao ta? Hoành biết đâu sao nữa nè. Rồi ngay cổ. Ngay cổ này hả? Thì đó đó thử bao nhiêu. Ngay đây thì nó tới 36 ha. 36 ha. 36 ha, còn em đo. Ở trên đây. Cái cò ức này cái ức ha. Không biết đo sao luôn, khó đo quá. Đo thành cổ thì nhiêu? Cổ thì 34, 33 nè. 33 nó vậy đó. Nó ở dưới thì tới 40 mấy ha. Khó đo quá. Cây này có cành phóng rất là đẹp ha. À. Rồi. Mã 31 này em giao lưu là 3,5 triệu luôn. Vậy cũng nghĩ kỹ ha. Có dạ, cây này quá rip luôn nè cả nhà. Ngặt 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 nhất clip nè. Nó cũng bể muốn bung xù rồi nè. Nó bể nách hết trơn rồi nè. Rồi, cô chú anh chị mình vào xem like ủng hộ giùm em ha. Rồi, cuối clip thì của em cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều đã thời gian qua ủng hộ giùm em ha. Mong cô chú anh chị mình tiếp tục xem hết clip và ủng hộ giùm em ạ. Cuối clip em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Chúc cô chú lên được dồi dào sức khỏe ha. Màn ăn phát đạt phát tài, anh xin cảm ơn ạ. À, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.